Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đó thì là hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái video nữa là cũng là công việc nhà thôi các bạn nhé. Đây mình có chuẩn bị là một cái con dao này, lấy một cái dây để chốc nữa là mình điệu cái cỏ cho bò ấy. Để chốc nữa là mình sẽ cắt ở đây này các bạn này. Chắc mình sẽ cắt cái đầu bên kia. Đó, toàn bộ cái khu này đều là của mình hết này. Đó, khu mà tất cả mọi người đang nhìn thấy đây. Đây là cái bờ ruộng, mấy cái thửa ruộng của mình đây nhá. Đó, mấy thửa ruộng mà trước đây là mình cũng có làm cái video cho các bạn xem là mình phá ngô ấy, phát cái ngô kia để xong mình làm cái thửa mấy mình để mình cấy ruộng này này. Đó thì là hôm nay mình mới chia sẻ cho các bạn là mình sẽ đi cắt cỏ bò. Đấy, cái đời sống thường ngày của mình ở trên này thôi các bạn nhé. Như vậy thì là mình sẽ mời tất cả các bạn cùng mình khám phá nhé các bạn nhé. Gọi là đâu đâu cũng là việc nhà thôi thì mình vẫn phải làm thôi. Đấy, mình cũng muốn là chia sẻ cho tất cả các bạn những ai mà công việc nó không đến nỗi như mình ấy, thì là mọi người cũng có thể nhìn thấy nó xem là công việc của mình làm ở trên này thì nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Đây, cỏ đây rất nhiều đây này. Đó. Cỏ thì rất là nhiều nhưng mà mình phải chọn những cái chỗ mà nó to một tí. Đây ở cái khu bên kia. Thế bây giờ mình sẽ đi cắt khu bên kia các bạn nhé. Đây các bạn này, đây là toàn bộ cái thửa ruộng của mình này. Đó. Ruộng mình trồng rất là ít thôi các bạn ạ. Mình chỉ trồng khoảng độ 2,5 cân gạo. 2,5 cân giống thôi. Đó do là cũng ít người với lại ruộng đất mình hẹp nữa thì mình vẫn phải tận dụng cố gắng làm mới 2,5 cân. Còn năm thì 2,5 cân còn không hết ấy. Đây năm nay gọi là vẫn chưa đến mùa nó phát triển đâu. Rất là xanh. Cái này mình mới bón phân được mấy ngày thôi. Nó thì gọi là nó vẫn chưa phát triển. Cái phân của nó chắc nó chưa hấp thụ được. Đấy. Thôi bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng mình phát cỏ các bạn nhé. Đây mình sẽ cắt ở cái đầu này này. Đó, đây cái chỗ đầu kia. Chỗ kia gọi là cũng khá là to các bạn ạ. Các bạn bây giờ là mình sẽ tiến hành đi cắt ở bên kia các bạn nhé. Đây cái chỗ này rất là to này. Rất là cao luôn. Đấy. Vì là gia đình mình cũng có nuôi một con bò bé là mình vẫn cú cắt nhưng mà cắt ít thôi. Thì mời các bạn cùng mình đi cắt nha các bạn nhé.
âm u thế nhờ. Bây giờ còn mình làm việc ấy thì là toàn toát mồ hôi này mọi người này, các bạn nhìn thấy không? Đó đây, mồ hôi mình ra hết rồi. Nó công việc này thì gọi là cũng bình thường thôi, nhưng mà nó điều công việc này nó gọi là nó đều đặn quanh năm ấy, thì là mình lúc nào vẫn phải làm, ngày nào vẫn phải làm. Không còn nhiều, một ngày thì mình ví dụ một con bò như mình thôi ấy, thì là một ngày thì mình vẫn gọi là lấy khoảng độ 40 cân gì đấy đó, để cho nó dự, để cho nó để cho con bò nó ăn no đấy. Như con như cuộc sống của con người mình vậy cả thôi các bạn ạ, thì là mình cũng cần phải ăn, mà con trâu con bò hay là con gì cũng phải ăn hết đấy. Thì là con bò thì mình nuôi thì mình bắt buộc mình phải cắt cỏ cho nó, vất vả vẫn phải đành phải chịu. Vì cuộc sống ở trên này thì là nó như kiểu cuộc sống ở trên này thì nó như kiểu nó cũng xung quanh kiểu đấy thôi, lúc nào cũng có việc, không việc này thì việc khác, không việc này thì lại có việc khác, thì gọi là cũng khá là vất. Nhưng mà mình chấp nhận như vậy rồi. Bây giờ mình tiếp tục tiếp tục cắt một chút nữa là xong, là mình sẽ gom về thôi, vì một con thì mình cũng không lấy nhiều á. Mình sẽ cắt ở một chút để ít đây nữa, sang đây nữa thôi, gọi là cũng còn đủ á, rất là mệt. Khi mình nghỉ thì gọi là mình nghỉ thì cũng được thôi, nhưng mà thời gian nó không cho phép, cho nên mình vẫn phải bắt buộc phải làm. Đấy. Thôi mình nghỉ được một lúc rồi, bây giờ mình tiếp tục làm thôi các bạn nhé. Cũng gọi là khá muộn rồi, mình sẽ cắt ở đây một chút nữa các bạn nhé. Đó là tính một con thôi thì cũng khoan bao nhiêu ấy. Là lúc thì mình lấy khoảng độ như mình vừa đấy mình vừa nói cho các bạn ấy, thì là lấy khoảng độ 40 cân thì có lần thì nó còn ăn không hết ấy. Một ngày thì một ngày là mình vẫn phải cho một ít cám cho mà. Thì là nếu mà mình cho ăn rau không này thôi thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó không không bổ ấy. Thì là mình vẫn phải có một chút cám bột vô để cung cấp cái chất dinh dưỡng để cho con bò nó đẹp hơn. Nó cần con bò, nhưng con bò thì nó cần rất là nhiều chất dinh dưỡng thì là nó mới tốt, nó đẹp. Mình muốn nuôi được một con bò tốt thì mình cũng phải cần rất là nhiều công sức. Cái này thì gọi là rau cỏ thì nó không thiếu đâu, nhưng mà hơi vất vả cho mình một tí. Ở dưới ở đâu các thứ thì có một số thì họ như kiểu họ chăn nuôi ấy, thì là họ thường thường hay là họ thường cho những cái cám khác thì nó sẽ ăn ít hơn, nhưng mà cái này điều kiện nó không có thì mình chấp nhận là mình mệt tí, nhưng mà cố gắng. Phải cố gắng thôi. Cuộc sống thì là vất vả đi đến đâu thì vẫn phải cố gắng. Sống trên đời thì cái gì cũng vất vả cả. Mình cũng rất là mong muốn được là giống như bao người khác mà mình ở nhà thôi thì là vẫn có gọi là không có cái ăn. Nhưng mà số phận mình nó không được thế thì vẫn phải chấp nhận. Thôi mình nói các bạn vậy thôi, muốn chia sẻ cho các bạn xem cái cuộc sống mình thôi, mình tâm sự với các bạn một chút vậy thôi. Đây các bạn ạ, bây giờ thì là mình sẽ đi gom thôi, gọi là cũng đủ rồi, con bò mình cũng bé thôi, cũng ăn ít thôi. Bây giờ mình sẽ gom buộc phần về các bạn đấy. Cỏ này cũng khá là nặng đấy các bạn.
nhẹ như sơn đó, thử cho các bạn. Đây là khí dây này các bạn này. Đây là khí dây. Cái này chắc là khá là nặng đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình lấy một ít thôi nhưng mà cũng như nhiều. Mình lấy tầm này thôi chắc được rồi. Cái cỏ này thì là mình một năm thì mình có thể cắt cắt được 4 vụ. Đấy, vì trên này đất ẩm thì nó rất là tốt. Nó như kiểu đất cắt, cắt thì rất là tốt. Mình, ví dụ như cái chỗ này thì mình cắt được một thời gian thì là mình quay lại ra xem thì nó lại mọc mầm 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 rồi. Cái buộc này thì mình tốt nếu mình vác thôi các bạn, nặng lắm. Đây các bạn. Ui, cho khoảng 40 cân, 50 cân đấy. Nhìn nó vậy thôi. Bạn bây giờ mình sẽ tiến hành về thôi, mình đã đục xong rồi mình bắt đầu về. Và cũng rất là mong rằng là tất cả mọi người xem thấy video mình hay thì cho mình xin một nút đăng ký và một nút chia sẻ các bạn nhé. Thôi thì mời tất cả các bạn cùng mình về thôi. Bây giờ không biết mình có vác được hay không này các bạn này, nó nặng quá. Nặng lắm các bạn ạ. Được. Ui, nó cao hơn mình gấp đôi các bạn ạ. Các bạn ạ, hiện tại bây giờ là mình đã cắt được đây rồi. Bây giờ mình cũng xin đi về thôi các bạn nhé. Ui, nóng á. Bây giờ mình sẽ đi về mà mình cũng rất là xin lỗi các bạn thì là đã đến lúc mình phải kết video với các bạn nhé. Đừng quên là đăng ký và chia sẻ của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.